Chào các bạn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi trên hệ thống IO Study. Đó chính là phần thách đấu. Chúng ta di chuyển chuột đến phần giải trí. Sau đó ta lựa chọn thách đấu. Ở phần tab thứ nhất, đó chính là nội dung phòng chat. Tức là tất cả các nội dung của các bạn đang online họ sẽ được post lên trên IO Study. Ngoài ra thì chúng ta có thể là trả lời được các câu hỏi mà hệ thống IO Study tự động hiện lên. Đó chính là các câu hỏi về tiếng Anh. Các bạn có thể gõ đáp án ở tại mục này. Và tab thứ hai là tab tìm đối thủ. Tìm đối thủ thì chúng ta thấy rằng đây hiển thị tất cả các danh sách các thành viên online và có nhu cầu muốn thách đấu chúng ta. Rất nhiều thành viên đúng không ạ? Ta có thể là mời một bạn thi đấu chẳng hạn, thì ta bấm vào biểu tượng bạn đấy. Thì để mời các bạn thi đấu thì chúng ta có các thành phần sau, đó chính là phần tỷ lệ cược, mặc định là 1-1, và thứ hai là số sức mạnh chúng ta cần cược là từ 500 cho đến 10.000 sức mạnh. Ta lựa chọn 500 sức mạnh chẳng hạn. Thì hệ thống sẽ kết nối đến bạn mà chúng ta mời. Chúng ta khi bạn được mời nhận được thông tin thì họ chấp nhận, chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu tuyến với bạn đó. Bạn có thể lọc ra được các cái hạng học tập. Này, ta bấm vào đây ta lọc ra các hạng học tập. Đấy. Và tab thứ ba đó chính là tab lưu lại lịch sử các trận thi đấu, bao gồm là thời gian thi đấu, các bạn này bạn kia thi đấu với nhau, điểm cược và tỷ lệ cược. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cách thi đấu trên IO Study. Chào, hẹn gặp lại.